hành trình mình bay từ Mỹ về Việt Nam. Hello, xin chào mọi người. Sau 3 năm sống ở Mỹ thì đây là lần đầu tiên mình quay lại Việt Nam. Vé thì mình đã mua online, ra tới nơi check-in thì mình chỉ cần đưa passport thì họ có thể tìm ra vé của mình rồi. Chuyến mình đi có hai chặng dần, đầu tiên là bay qua San Fran, tiếp theo là bay tới Đài Loan và từ Đài Loan bay tới Hồ Chí Minh. Chuyến bay từ San Fran tới Đài Loan là dài 11 tiếng lận. Và ở trên máy bay có game và phim để cho các bạn giải trí. Và khi lên máy bay thường thường mình chỉ ngủ là nhiều thôi à. Và khi mình mở mắt dậy thì đã có đồ ăn trước mặt cho mình rồi. Đồ ăn khá là Đài Loan vì hãng này là China Airlines và cũng có đồ Mỹ nữa. Đồ ăn mình thấy cũng khá là ngon, hoặc là có thể do mình dễ ăn nên là mình thấy ngon. Và nếu các bạn ăn chay thì các bạn có thể yêu cầu trước người ta để người ta biết và người ta đem ra cho bạn nha. Trong 11 tiếng đó mình có thể mắc vệ sinh đúng không? Thì toilet ở trên máy bay khá là nhỏ nha, nhưng mà đủ để mình xả. Và khi sắp đến Đài Loan thì mình đã được ăn một cử nữa. Và đồ ăn lần này khá là Mỹ luôn, thì có sausage với trứng, cà chua. Thì chuyến bay từ Đài Loan về Sài Gòn là thì quá là trời người Việt ngồi đợi cùng với mình luôn. Và bay cỡ 3 tiếng mấy thì mình được ăn nhẹ thôi. Sau một hành trình dài thì mình tới Việt Nam lúc trưa, còn sung sức quá thì mình lấy xe chậm vòng chơi tới tối luôn.